Chương 415 gặp lại phụ gia. Vô Tử đại sư dáng vẻ Máu Kỵ cùng với gia khí tự nhiên đều phát hiện, không đợi Máu Kỵ hỏi thăm Vô Tử đại sư chuyện gì xảy ra, Vô Tử đại sư nhìn Máu Kỵ nghiêm hoặc hỏi: "Chiến hạm này người ở đâu lấy được?" Máu Kỵ sắc mặt lập tức trầm xuống. Vô Tử đại sư, ta mời ngươi tới là giúp ta hoàn thiện chiến hạm này, không phải để người điều tra ta. Gia khí biết Máu Kỵ cũng không phải người lắm chủ, tranh thủ thời gian một bên giảng hòa nói: "Vô Tử đại sư, cái kia thuộc về mạng đạo hữu việc tư, không phải chúng ta hẳn là hỏi." Vô Tử cũng nhớ ra Máu Kỵ cường hãn, hắn đã cùng từng Máu Kỵ động thủ một lần kia hắn không chiếm cứ được bất luận thượng phong, thậm chí ẩn vào rơi hạ phong. Cái này mấy tháng thời gian Máu Kỵ thực lực hình như là còn tăng cường, huống chi nơi này Máu Kỵ hang ổ khắp lời đều là người ta pháp trận, nếu như trong này cùng Máu Kỵ động thủ hắn chiếm không được lợi ích. Nghĩ tới đây, Vô Tử đại sư biểu lộ cùng ngữ khí hòa hoãn lại: "Mặc đạo hữu, ta không có ác ý, chỉ là trên chiếc chiến hạm này còn có rất nhiều hạm pháo cùng đạn pháo, giờ địa phương nào?" Máu Kỵ nghe được Vô Tử đại sư nhắc lên hạm pháo, trong lòng hắn giật mình, những hạm pháo này đều lấy được Vô Thiên Tử đại sư làm sao biết? Vô Tử đại sư, những người cùng người không có bao nhiêu quan hệ, ngươi cần nói cho ta biết đồng ý giúp đỡ hay không, muốn hỗ trợ. Máu Kỵ thản nhiên nói: "Nếu như Vô Tử đại sư không nguyện ý hỗ trợ, vậy liền dẹp đi." Hắn không tin không có Vô Tử đại sư, hắn liền luyện chế không thành chiếc chiến hạm này. Vô Tử đại sư hít một hơi thật sâu, chủ động đem chiếc nhẫn còn cho Mạc Quốc Kỵ. "Mạc đạo hữu, ta biết người là người phi thường, chuyện này ta nguyện ý giúp, mà lại là nguyện ý cùng người rời đi bán tiền vực luyện chiến hạm này, bất quá ta có một cái điều kiện." Mạc Quốc Kỵ thu hồi chiếc nhẫn liền ôm quyền nói: "Vô Tử đại sư có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ta làm được tự nhiên không thành vấn đề." Vô Tử đại sư khoát tay chặn lại: "Điều kiện này ta chờ sau khi rời khỏi đây hãy nói, hiện tại chúng ta khi nào đi?" Mạc Quốc Kỵ gặp quà Mạc Quốc Kỵ chiến hạm, Vô Tử đại sư thế mà so với Mạc Quốc Kỵ còn vội vàng hơn một chút: "Ta đi hối đoái một chút toái linh thạch, sau đó rời khỏi nơi này." Mạc Quốc Kỵ đáp, hắn lần này rời đi bán tiên vực về sau khẳng định phải tu luyện tới địa tiên mới có thể trở về, cho nên hối đối một nhóm lớn toái linh thạch đây là nhất định. Vô Tử đại sư do dự một chút nói: "Trên người của ta có mấy trăm toái linh thạch, nếu có đủ dùng mà nói ta đề nghị người đừng đi đổi." Máu Kỵ nghĩ thầm, quả nhiên là luyện khí đại sư, thân gia tự nhiên phong phú đến thế, phải biết hắn bán nguyệt ngục trông được những cái thiên tài kia bất quá chỉ là mấy chục mai toái linh mà thôi. Mặc dù những thiên tài có thể đem những toái linh thạch tu luyện, nhưng Vô Tử đại sư cái địa phương này y nguyên cũng xem như là cực kỳ giàu có sao hỏa. "Không đủ dùng, ta một người đi là được rồi. Gia khí đạo hữu, người cùng Vô Tử đại sư liền ở chỗ này chờ ta." Mạc Quốc Kỵ nói xong đã lắm một cái sọt cấp tốc rời khỏi phòng, hắn muốn tìm cái kia phụ gia. "Chờ một chút." Vô Tử đại sư kêu một câu, Mạc Quốc Kỵ đã sớm rời đi. "Vô Tử đại ca, Mạc đạo hữu không có việc gì đâu, ngươi không cần lo lắng. Ta tại độc trung đụng thời điểm gia khí đồng dạng gọi Vô Tử đại sư là đại ca." Vô Tử nhíu mày, hắn hẳn là đi tìm phụ đầu đi, tên kia ăn tươi nuốt sống, một mình đi quá nguy hiểm. Nếu là hắn một lần xuất ra hắc thạch quá nhiều, ta thực sự hoài nghi hắn có thể hay không trở về. Nếu như không biết Máu Kỵ trên thân có chiếm hạm, Máu Quốc Kỵ xem như đi tìm đạo chủ, hắn cũng không có lửa điểm lo lắng. Hiện tại trên người Máu Kỵ chính là chiến hạm, cái này quan hệ đến tương lai của hắn, hắn có thể không lo lắng sao? Gia khí bình tĩnh nói: "Vô Tử đại ca, ta cùng Mạc đạo hữu cùng một chỗ cộng sự một đoạn thời gian, ta tin hắn không phải là loại người lỗ mãng. Hắn nếu như để chúng ta ở chỗ này, chúng ta liền ở chỗ này chờ tốt." Vô Tử đại sư suy đoán không phải không có đạo lý, dưới mặt đất hách thạch giao dịch phụ ra tầm ngoan thủ lạt, mọi người đều biết, mà Vô Tử biết Máu Kỵ trên người lại có đại lượng hắc thạch, nếu như Máu Kỵ xuất ra quá nhiều hắc thạch, khó trách phụ ra không động tâm. "Lão bản, người có ở đó không?" Máu Kỵ lần thứ hai tới dưới mặt đất giao dịch phòng càng là gọn gàng dứt khoát. Cái kia luyện khí tu sĩ biết Mạc Quốc Kỵ, chỉ là đối với Mạc Quốc Kỵ nhẹ gật đầu, bên cạnh cửa nhỏ liền trực tiếp mở ra. Mạc Quốc Kỵ sau khi vào gian phòng, cửa nhỏ lần nữa đóng lại. Mạc Quốc Kỵ lập tức liền phát hiện hắn thần niệm bị giam cầm, lần trước hắn thần niệm có thể quét ra, hắn lần này thần niệm đã không có cách nào quét đi ra. Cái này không khó làm được Mạc Quốc Kỵ, hắn tự nhiên có chữ thần lạc cùng linh nhãn, linh nhãn không tiện mở ra, chữ thần lạc thần niệm từ trong mạch lạc trong đó mở rộng đi ra, đem phòng này pháp trận nhìn rõ ràng. Lúc trước trận cơ đổi vị trí, đồng thời còn tăng lên hai cái khốn sát trận cùng một cái đặc sát trận. Cái kia đặc sát trận tác dụng chính là trong này chiến đấu sát khí ba động rất khó tác động đến bên ngoài. Mà Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, mấy cái này khốn sát trận với hắn trên cơ bản bằng không. Mặc đạo hữu đã lâu không gặp, không đợi mà Quốc Kỵ nói chuyện, ngồi ở vị trí đầu phụ ra liền chủ động đánh một câu chào hỏi. Mà Quốc Kỵ nghe một chút liền biết đối phương điều tra qua hắn. Lần này trong phòng thiếu mất một người, lần thứ nhất cô dùng tiểu đào đánh né hắn. Cái kia gầy gò tu sĩ không thấy, Mã Quốc Kỵ rõ ràng ra hỏa này không phải không thấy mà là ẩn nấp tại cánh cửa pháp trận bên trong, đoán chừng biết mình tới chuẩn bị một cái hạ mã uy. Mã Quốc Kỵ không hề sợ hãi, hắn thu một cái trận cơ chỗ, chỉ cần một trận chiến đấu, hắn sẽ trước tiên oanh mở trận cơ xuất hiện bên ngoài. Đây không phải hắn vì không mang theo Vô Tử đại sư giá khí tới đây đạo lý, hắn khẳng định phụ ra cái địa phương này, người không phải là bốn cái, xem như bọn hắn toàn bộ tới cũng là quả bất địch chúng. Một khi hắn tới có linh hoạt, còn có rất nhiều. Mà Quốc Kỵ đỡ đẫn nói, trước đó một mực ở bên ngoài đào hắc thạch, gần nhất vừa về cho nên muốn đổi một chút hắc thạch. Hắn bế quan sự tình, xem như là đối phương biết, mà Quốc Kỵ cũng không quan tâm muốn trao đổi bao nhiêu. Phụ gia bưng lên người chén trà uống một ngụm hứng hở nói, Mã Quốc Kỵ rất đòi hỏi gia hỏa này diễn xuất. Nếu là giao dịch, mọi người liền bình đẳng ngồi xuống từ từ nói chuyện. Gia hỏa một mực cao cao tại thượng, thật giống như là bố thí đồng dạng. Nếu không phải Mã Quốc Kỵ thực sự cần toái linh thạch, hắn cũng không muốn cùng loại người này giao dịch. Gia hỏa này không hiểu cách làm ăn. Nếu như ta một lần giao dịch làm 10 mài hắc thạch, giá trị có hay không lên cao một chút? Mã Quốc Kỵ hỏi. Hay là 25 toái linh thạch? Phụ ra con mắt đều không nhấc. Nếu như 100 mai? Mã Quốc Kỵ lần nữa hỏi. Lần này phụ ra ngược lại là ngẩng đầu, hắn kinh ngạc nhìn Mã Quốc Kỵ. Người có 100 mai hắc thạch? Mã Quốc Kỵ không có trả lời, chỉ lặng lặng đứng đằng sau chờ đợi. Gặp Mã Quốc Kỵ trả lời chính mình, phụ ra hừ một tiếng. Nếu người 100 mai ta cho người 28 toái linh thạch. 200 mai? Mã Quốc Kỵ bình tĩnh nói. Ha ha, phụ ra bỗng nhiên cười. Người tiêu khiển ta tới sao? Nếu như người có thể xuất ra 200 mai hắc thạch, ta cho người lần trước nói 50 tái linh thạch. Giá cả làm sao? Nếu như người không bỏ ra đổi, đừng trách ta không khách khí. Tại chỗ này không có người có thể nói đùa. Ngồi tại phụ gia bên người vị nữ tử thanh tú nghe nói thế thở dài. Nàng kỳ thực không tán thành phụ gia làm thế. Nếu như phụ gia quả thực muốn nói, vô luận có hay không đem Mã Quốc Kỵ tuyệt nhận tới, cũng phải tự nhìn một chút. Nếu thực sự không được, vậy liền cho người mới này một chút giáo huấn, để cho hắn đối với lời này có lòng kính sợ. Mã Quốc Kỵ không nói gì thêm. Hắn cũng biết phụ gia nói là 10 toái linh thạch không phải thật tâm giá cả, thực tình giá cả có thể tới 30 đã là phi thường không tầm thường. Gia hỏa này trong này bày thêm khốn sát trận cùng lạc sát trận, khẳng định muốn hắn đến có điểm hung ác. Bất quá đem cái giá này nói ra, vô luận là thật hay giả, hắn đều để cho cái này phụ gia luốt vào không được. Mã Quốc Kỵ chỉ đem phía sau cái sọt lấy ra, phía trong ơi đóng ở trên đó để lộ tràn đầy một sọt hắc thạch. Phụ gia đột nhiên đứng lên, bên cạnh hắn cái kia nữ tử thanh tú cầm cái bàn tính tu sĩ khiếp sợ. Cái này sọt hoàn toàn tràn đầy, đích thực là 200 mai hắc thạch. 200 mai hắc thạch, bọn hắn tự nhiên gặp rồi. Thế nhưng là có người mang theo 200 mai hắc thạch tới một lần giao dịch, bọn hắn là lần đầu tiên thấy. Thực sự là 200 mai. Phụ gia hít một hơi đã khôi phục bình tĩnh. Xin hỏi hiện tại có thể không giao dịch? Lời này hết thạch 202 mai hắc thạch, số lẻ ta liền mất đi. Người chỉ cần đưa cho ta 10.000 toái linh thạch là được. Mã Quốc Kỵ đem cái sọt che lấp lại, đồng thời đem cái sọt vác về phía sau. Phụ gia khẽ nhíu mày. Hắn biết Mã Quốc Kỵ động tác này ý tứ là chuẩn bị đánh nhau. Đây thực sự là người mới lớn lối như thế, người liền không sợ ta đem người hắc thạch sao? Phụ gia giọng nói bình tĩnh. Mã Quốc Kỵ bỗng nhiên bên cạnh rời mấy bước, đồng dạng bình tĩnh nói, người không dám. Trông thấy Mã Quốc Kỵ động tác này, phụ gia ánh mắt rụt lại một hồi. Đây là chuyện gì? Hắn rõ ràng xin mời đỉnh cấp trận pháp tông sư thay đổi vị trí trận cơ, thậm chí bố trí ở chỗ này ngại thần niệm pháp trận, vì cái gì Mã Quốc Kỵ vẫn có thể nhanh chóng tìm được trận cơ chỗ? Người không dám, thế mà trước mặt mình lớn lối như thế. Toái bàn, để hắn xem ta có dám hay không. Phụ gia hử lạnh một tiếng, đem trong tay chung trà đặt trên bàn trà. Máu của kỵ trên thần cõng 200 mai hắc thạch, hắn khẳng định máu của kỵ không dám phá hư nơi này trận cơ. Vâng, tay cầm bản tính trung niên tu sĩ nghe được phụ gia nói bỗng nhiên nhào về máu của kỵ. Máu của kỵ trong lòng trầm xuống, hắn phát hiện chính mình có chút không cân nhắc tới. Mặc dù hắn tìm được nơi này ẩn trận cơ, thế nhưng đồng dạng không dám phá vỡ nơi này pháp trận, bởi vì hắn mang theo 200 mai hắc thạch. Một khi phá hư nơi trận này, lấy phụ ra mạng lưới quan hệ, có lẽ chỉ là lợi ích hao tổn một chút, rất có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Quả nhiên cẩn thận đến mấy vẫn còn. Chương 416. Phiền muộn đến thổ huyết. Bản tính khổng lồ thật giống như là lưới lồng giam đồng dạng đánh tới Mạc Quốc Kỵ, đè Mạc Quốc Kỵ đỉnh đầu không gian toàn bộ phong bế. Mạc Quốc Kỵ thế nhưng mà phát hiện bản tính không có một viên hạt bản tính, lập tức mấy cái đạo do hạt bản tính tạo thành gợn sóng để Mạc Quốc Kỵ được lùi toàn bộ phong bế. Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn tế ra, giờ trần tựa hồ chỗ sung yếu chỗ trung liền tu sĩ này. Nguyên bản muốn động thủ phụ ra trông thấy Mạc Quốc Kỵ động tác lắc đầu, hắn cảm giác khô á xem trọng Mạc Quốc Kỵ. Lời này thần niệm bị giam cầm, Mạc Quốc Kỵ xem như có thiện đại năng lực, giờ phút này phóng tới toái bản cũng chỉ có thể lâm vào toán bản là trầu võng bên trong. Toán bản là trầu võng, xem như hắn bị sa vào trong thời gian ngắn cũng không được, chưa nói chi là Mạc Quốc Kỵ. Chỉ cần Mạc Quốc Kỵ bị giam trong đó, cái địa phương này chính là hắn mặc thịt cá tồn tại. Toái bản cũng là có chút ngây người, hắn không nghĩ Mạc Quốc Kỵ sẽ tự chui đầu vào lưới. Hắn coi Mạc Quốc Kỵ sẽ tránh đi cái kia lưới lồng giam đồng dạng bản tính, tiếp tục bước kế phản kích. Chỉ cần Mạc Quốc Kỵ rời khỏi hắn bản tính lồng giam, hắn bản tính có thể ngày đầu tiên đem Mạc Quốc Kỵ vây khốn. Đương nhiên cũng không có bài trừ Mạc Quốc Kỵ đúng như Khô Á nói, lợi hại đáng sợ, tránh đi bản tính lưới lồng giam đằng sau lại có thể tránh né bản tính vây giết. Liền xem như Mạc Quốc Kỵ hai thứ này đều có thể làm, hắn chỉ có một đường lùi. Cái kia đường lùi bên trên hí sát đã sớm chở hắn. Ở cái địa phương này thần niệm bị hạn chế, Mạc Quốc Kỵ xem như thông thiên triệt để năng lực có thể như thế nào làm. Không gian tuấn si đây chẳng qua là một loại gân gà mà thôi, huống chỉ còn có phụ ra cùng Khổ Á bên trở lấy. Oành, nguyên lực vỡ ra, Mạc Quốc Kỵ không có dùng thiên cơ côn đánh vào bản tính bên trên, mà là một quyền đánh ra, hư không quyền cùng bản tính lệ ở một chỗ. Toàn bộ trong phòng nguyên lực bạo phát, ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ cái kia mênh mông nguyên lực, chỉ có một cái cảm giác trống rỗng truyền đến, để cho toán bản trong lòng một trận biệt khuất. Lập tức hắn biết Mạc Quốc Kỵ biến mất, có thể tại hắn bản tính cùng hạt châu vây giết trong nháy mắt bỏ chạy, ngoại trừ không gian thuấn di còn là cái gì? Lời này thần niệm đều bị giam cầm, Mạc Quốc Kỵ thế nào thi triển không gian thuấn di? Mạc Quốc Kỵ thật không có đem cái này toán bản để trong mắt. Lời này thần niệm cấm chế, toán bản là trầu võng có thể phát huy gần một lửa thực lực, xem như không tệ. Đây là đối phương biết nơi này thần niệm cấm chế phương vị, bằng không mà nói Mạc Quốc Kỵ có lắm chắc trước hết giết cái toán bản này rồi lại không gian thuấn di. Thần niệm cấm chế đối với tu sĩ khác hoặc là lợi khí, đối hắn chính là một cái bài trí không tốt. Toán bản có thể bị phụ ra coi trọng, tự nhiên không phải bao cỏ. Hắn lập tức nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ tế ra thiên cơ côn đến. Mạc Quốc Kỵ tế ra thiên cơ côn cũng không xuống tay với hắn, ý tứ rõ ràng cái kia chính là Mạc Quốc Kỵ đối với hì sát động thủ. Mạc Quốc Kỵ nếu như ở địa phương này không gian thuấn di, nói rõ cái thần niệm pháp trận cấm chế đối với hắn không có bao nhiêu ước thúc. Nếu không có bao nhiêu ước thúc, vậy liền mang ý nghĩa Mạc Quốc Kỵ có thể phát hiện hì sát. Toán bản cùng Mạc Quốc Kỵ chính diện giao phòng, tự nhiên cảm giác tiên tri trở phụ ra trông thấy Mạc Quốc Kỵ thoát toán bản, bản là trầu võng thời điểm, một đạo thê lương kêu thảm truyền tới, tiếng kêu thảm thiết bên trong nguyên lực bạo tạc cuối cùng biến mất, chung quanh yên lặng lại. Toán bản rơi trên mặt đất, phụ ra cùng Khô Á đứng lên, Mạc Quốc Kỵ đứng tại cạnh cửa, thiên cơ côn một mặt giữ trong tay hắn. Một giờ khắc này đinh lấy một cái tên gầy yếu tu sĩ, vệt máu từ tên này tu sĩ thân chảy ra uốn lượn lên. Tên này gầy yếu tu sĩ đinh chỉ kêu thảm, chỉ có thể là một cái dãy dụa biểu lộ để cho người ta biết hắn bị Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chế trụ. Cái kia xưa này không có rời tay đao khí, giờ phút này chính là rơi vào vũng máu, giống như một khối sắt vụn. Buông ra hy sát, nếu không chết. Phủ ra quanh thần sát khí lăng lệ, ngay một bên chén trà cũng bị sát khí của hắn xâm trở vỡ nát. Mạc Quốc Kỵ thật giống như không nghe được phủ sát uy hiếp đồng dạng, trong tay thiên cơ côn xoắn một phát, bị định trụ. Hí sát lần nữa kêu một tiếng thảm, ngươi phủ ra khí tứ trên tay đều phát run. Hắn khẳng định Mạc Quốc Kỵ có thể tại hắn xông lên phía trước xử lý hí sát, mà lại là Mạc Quốc Kỵ dám làm vậy. Mắt tam giác, người thật giống như tính sai một sự kiện. Nếu như người dám uy hiếp ta một câu, ta lập tức giết hắn. Không tin ngươi thử xem. Ta hết lần này tới lần khác không sợ ngươi uy hiếp. Mà Cố Kỵ ngữ khí lạnh nhạt nói. Nếu như là người khác, Phủ Gia khẳng định không chút do dự động thủ, nhưng đối với Mạc Quốc Kỵ hắn không có nắm chắc. Lời này rõ ràng có thần niệm cấm chế. Mạc Quốc Kỵ hết lần này tới lần khác trước tiên tìm tới phá vỡ lời này trận cơ. Đồng dạng Mạc Quốc Kỵ y nguyên có thể thi triển không gian thuấn di. Cái kia chính là nói đối phương nguyện ý, chính mình căn bản là giết không được hắn. Lần này kế hoạch sai lầm, hắn tận lực xem trọng cái này gọi là Mạc Quốc Kỵ gia hỏa. Hiện tại vẫn là xem thường đối phương. Bất quá dám ở địa bàn hắn lớn lối như thế, hắn đã đem Mạc Quốc Kỵ nhìn thành người chết. Coi như lần này để Mạc Quốc Kỵ rời khỏi, hắn cũng chuẩn bị ở sau xử lý người này. Người muốn thế nào? Phụ gia bình tĩnh lại. Hy sát không thể chết, đây là hắn trọng yếu nhất thủ hạ. Mạc Quốc Kỵ thở dài. Ta thật không biết việc buôn bán của người sao có thể đến hôm nay. Người nhược trí sao? Ta cõng hắc thạch tới, tự nhiên muốn người làm giao dịch. Người nói thế nào? Phụ gia hít sâu thật hơi. Lúc này chậm rãi nói, ta chỗ này chỉ có 5.000 toái linh thạch, tạm thời thu mua người 100 hắc thạch. Với hắn mà nói, trước cửu hy sát rồi nói. Cái loại này xong chuyện, liền xem như xuất đại huyết, hắn cũng phải tại bán tiên vực xử lý Mạc Quốc Kỵ. Đừng tưởng rằng hắn dưới đất. Hắc thạch đạo chủ không biết, hắn hiện tại liền rất muốn nhìn người ta hủy đi linh lạc. Quỳ xuống trước mặt tràng cảnh nhất định rất khoái cảm. Mạc Quốc Kỵ trong mạch khinh thường nói, ngay cả 10.000 toái linh thạch đều không bỏ ra lội đến, còn muốn dám dưới mặt đất hắc thạch sinh ý. Người thật không biết xấu hổ a. Một cỗ mãnh liệt khí lưu phóng tới Phủ Gia họng. Mạc Quốc Kỵ câu nói kém chút nữa để hắn phun một ngụm máu. 5.000 toái linh thạch còn thiếu sao? Cái gì gọi là 10.000 toái linh thạch đều không bỏ ra nổi, tên hỗn đản này dám như vậy mỉa mai đến hắn. Hồng Phủ Cập nghĩ đến hy sát mạng nhỏ còn trong tay Mạc Quốc Kỵ, Phủ Gia cưỡng ép một ngụm phiền muộn chi khí luốt vào, tận lực chậm dần âm thanh của mình nói. Nếu như người tin tưởng ta, ta có thể nhận lấy người 200 hắc thạch, trước trả người 5.000 toái linh thạch, còn lại toái linh thạch tạm thời thiếu, chờ sau lần đó cho ngươi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, nhẹ gật đầu. Không sai, uy tín người rất tốt, ta đích xác có thể tin tưởng. Phủ Gia nghe thế, sắc mặt trầm xuống. Hắn coi như Mạc Quốc Kỵ chính là nói mát. Cứ dựa theo như ngươi nói, trước tiên người thiếu ta 5.000 toái linh thạch. Đương nhiên ta cũng có một cái điều kiện, ta toái linh thạch thả trên thân thể ngươi cũng là có hơi thở. 1 tháng 500 toái linh thạch lợi tức. Đồng ý liền giao dịch, không đồng ý liền xong. Mạc Quốc Kỵ nói xong hoàn toàn Phủ Gia mấy người ngoài dữ liệu. Mặc dù bọn hắn biết Mạc Quốc Kỵ hẳn là phải chết không nghi ngờ, thế nhưng giao dịch này Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn không cần để cho hắn ghi lợ. 100 hắc thạch liền có thể để đổi về 5.000 toái linh thạch, còn lại hắc thạch Mạc Quốc Kỵ trước tiền có thể mang đi. Phủ Gia cùng toán bản còn có Khô Á nhìn về nhau, đều là âm thầm gật đầu. Lần này ngay cả Khô Á cũng không nói gì thêm, cùng Phủ Gia tạo thành một cái đại thù. Mạc Quốc Kỵ đích thật hẳn chết không nghi ngờ, đối mặt với người chết không có gì do dự. Có thể hiện tại liền giao dịch lời này 5.000 toái linh thạch. Phủ Gia nói xong trực tiếp cầm ra một cái chữ vật giới trị đem cho Mạc Quốc Kỵ, còn muốn viết một cái ấn ký phiếu lợ. Mạc Quốc Kỵ nhận chiếc nhẫn thần niệm quét một cái mới gật đầu. Cho ngươi. Phủ Gia không chút do dự giấu xuống một cái ấn ký phiếu lợ ngọc giản ném cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ nắm trong tay ấn ký phiếu lợ ngọc giản, thần niệm quét một cái phát hiện hơi thở nói rõ, lập tức đem ấn ký này phiếu lợ ngọc giản ném vào nhẫn của mình, đồng thời đem cái sọt cho Phủ Gia. Thiên Cơ Côn thu lại. Cơ hồ Mạc Quốc Kỵ thu hồi Thiên Cơ Côn, đồng thời Phủ Gia đầu tiên nhao về Mạc Quốc Kỵ. Oành một tiếng lửa lộ tung vang lên, bị Phủ Gia xé sách một thân ảnh mà thôi. Mà một cái hang lớn xuất hiện tại phòng. Ở giữa phòng Mạc Quốc Kỵ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hiện nhiên Mạc Quốc Kỵ đánh lát phòng trận cơ rời đi. Hắc thạch giao dịch rơi, xem như đánh lát nơi này trận cơ. Hắn chữ vật giới chỉ cũng không bại lộ. Bằng không mà nói, chỉ cần Phủ Gia gọi hắn một câu người này có 200 mai hắc thạch, hoặc gọi hắn một câu trên người này có giả bộ hắc thạch chữ vật giới chỉ, hắn đều chết chắc. Ta hiện tại liền đi tìm đạo chủ, không giết người này ta ngông cuồng sống ở bán tiên vực được sao? Phụ sát khí lặng lệ. Hắn tiến vào bán tiên vực đến nay chưa bao giờ có loại này biệt khuất. Phụ Gia, ta nghĩ người này nếu có thể mang đi 100 hắc thạch liền có thể cầm tới 5.000 toái linh thạch. Hắn vì sao muốn người viết phiếu lợ cho thêm 100 hắc thạch? Khổ Á tinh xảo nói, trừ khi người này có năng lực để chúng ta không thể trả lại hắn toái linh thạch. Rất ít nói chuyện, Toái Bản cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cùng Mạc Quốc Kỵ giao thủ một lần, mặc dù thực lực liền một thành không có phát uy, hắn y nguyên cảm giác Mạc Quốc Kỵ không phải một cái tốt gây chủ. Hắn không dám mang theo 100 hắc thạch đi. Ta chỉ cần nói đạo chủ, trên người này có dấu 100 hắc thạch, người cho rằng đạo chủ thế nào đối với hắn? Phụ gia cười lạnh nói, hắn chưa bao giờ có như vậy bức thiết muốn giết người này xúc động. Khô Á khẽ nhíu mày, làng y nguyên cảm giác Mộc Kỵ không đơn giản như vậy ra hỏa. Đối mặt với phụ gia muốn đi tìm đạo chủ, làng cũng không có ngăn cản. Muốn tại bán tiên vực giết người, nhất định phải đoạt được đạo chủ đồng ý. Phụ gia cùng đạo chủ nhưng không có tốt như vậy giao tình, có thể liền tiền trạm hậu tấu. Nhanh chúng bọn ta bây giờ liền đi. Vô Tử đại sư cùng Gia Khí lo lắng chờ đợi Mạc Quốc Kỵ thời điểm Mạc Quốc Kỵ thanh âm kịp thời truyền tới. Nói xong câu nói đó, Mạc Quốc Kỵ đã cuốn lên Lâu Xuyên Hà, trước một bước xông ra ngoài. Vô Tử đại sư cùng Gia Khí đều là hạng người lịch duyệt phong phú, bọn hắn căn bản không có hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ chuyện gì xảy ra, đi theo Mạc Quốc Kỵ đằng sau cấp tốc rời Mạc Quốc Kỵ động phủ. Phụ gia dù sao cũng là một cái dưới đất giao dịch đầu lĩnh, mặc dù hắn danh nghĩa thực lực không thể so với bán tiên vực các đại tổ chức, nhưng mà phản ứng rõ ràng nhất, chậm một cái cấp bậc, chí ít hắn không có năng lực phòng bế bán tiên vực cửa ra vào. Máu Kỵ ba người rời khỏi bán tiên vực về sau, hắn mới gặp được đạo. Chương 417 Tử vong khoáng khu. Mặc đạo hữu, chúng ta vẫn là đi chữ giáp 6 khu mỏ quặng sao? Rời đi bán tiên vực về sau, Gia Khí lập tức liền hỏi. Không thể đi nơi đó, người cũng biết hắc thạch khoáng rất nhiều, lại khoảng cách bán tiên vực rất xa, khu mỏ quặng có cái nào? Mạc Quốc Kỵ đáp, chữ giáp thứ 6 khu mỏ quặng đích thực là nơi tốt, nhưng mà không, cái này khoảng cách bán tiên vực gần quá. Hắn đắc tội với phủ gia, lại có thể đào hắc thạch, rất khó cam đoan an toàn. Một bên Vô Tử đại sư bỗng nhiên nói, nếu như người cùng phủ gia thành tử thù, chỉ có thể đi tử vong khoáng khu. Gia Khí biến sắc, lúc này chỉ lắc đầu nói, Vô Tử đại sư, nơi đó đi là cửu tử nhất sinh. Vô Tử không có nói gì, chỉ nhìn về Mạc Quốc Kỵ, hắn mới biết Mạc Quốc Kỵ ý nghĩa. Thực tế, hắn có tốt hơn chỗ đi tốt, hắn không nhất định phải biết Mạc Quốc Kỵ can đảm cùng năng lực. Mạc Quốc Kỵ thực lực hắn biết một chút, chí ít trên thực lực so với hắn không yếu bao nhiêu, có thể đến chiến hạm này bằng thực lực còn không được. Nếu như Mạc Quốc Kỵ cũng không đủ năng lực khống chế chiến hạm này, hắn không chút do dự định xử lý Mạc Quốc Kỵ lấy đi chiến hạm. Trên thực tế, tại sau khi nhìn thấy chiến hạm này đằng sau, hắn ý nghĩ này liền không có đình chỉ qua. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt cực nhàn nhạt quét một cái đến Vô Tử đại sư. Vô Tử đại sư mơ hồ toát ra tới sát ý hắn sớm đã cảm nhận được. Hắn là nhân cực cảnh cùng địa cực cảnh, sáng tạo mạch lạc tu luyện thủ đoạn tới 106 đầu mạch lạc, đối với ngoại giới tất cả cực kỳ mẫn cảm, chứ đừng nói chi sát ý. Hiện tại hắn cần Vô Tử đại sư hỗ trợ, tạm thời lưu gia hỏa này một mạng. Các loại chiến hạm luyện chế hoàn thành, nếu như gia hỏa này dám đối với mình bộc lộ sát ý, hắn tuyệt không do dự xử lý cái này luyện khí đại sư. Không biết cái tử vòng khoáng thạch kia là dạng gì, có hay không rất nhiều yếu tố. Mạc Kỵ bình tĩnh hỏi. Hắn đối với Vô Tử đại sư là một dạng sát ý, mặc dù hắn cực kỳ cẩn thận thu liễm sát ý của mình. Đang hỏi câu nói về sau, Vô Tử đại sư y nguyên cảm nhận được cái này mang theo hàn ý khí tức. Cái này Vô Tử đại sư giật mình, hắn cảm giác Mạc Quốc Kỵ không phải kẻ dễ bắt nạt, tựa hồ rất đề phòng hắn, âm thầm lắng lại một cái tâm tình với mình. Vô Tử đại sư trầm giọng nói, nếu như chỉ là yếu tố, vậy liền không gọi là tử vong khoáng khô. Tại bán tiền tù sĩ ai sẽ e ngại yếu tố, cái kia tử vong khoáng khô hắc nguyệt thạch tuyệt sẽ không giống chữ giáp một khu hắc thạch ít. Cứ việc đào móc qua vài lần, có nhiều người mạo hiểm đi nữa, y nguyên vẫn còn có thu hoạch. Sở dĩ kêu là tử vong khoáng khu, bởi vì khu mỏ này hiện đầy vô sắc điệp. Loại này vô sắc điệp cực kỳ đáng sợ, chỉ dài lượng ngón tay, mặc dù tên là không màu, kỳ thực toàn thân pha tạp, thần niệm rất khó phát hiện, tồn tại ở trong hư không, không cẩn thận liền sẽ bị thẩm thấu tiến trong da thịt của ngươi, mà ngươi lại không có cảm giác được. Loại này vô sắc điệt thích nhất là thôn phệ duệ mộc khí tức, một khi tiến vào thân thể sẽ hút huyết tỵ, sau đó phóng xuất duệ mộc khí tức để cho người ta từ huyết dịch đến linh lạc toàn bộ mộc hóa. Chờ người cảm thấy trong cơ thể mình tiến vào vô sắc điệt về sau đã chậm. Gia Khí dùng mình một cái, loại này vô sắc điệt chỉ cần nghe một chút đã là cảm thấy sợ. Bá Quốc Kỵ biểu lộ bình tĩnh, chiến hạm của hắn từng rất mấu chốt, chỉ có tùy thời có thể lấy đi. Di động chiến hạm tăng thêm thực lực của hắn mới có thể tại Bán Tiên Vực đứng vững gót chân. Trời mới biết lúc nào hắn có thể rời đi Bán Tiên Vực. Bây giờ chúng ta liền đi Tử Vong Khoáng Khu. Vô Tử đại sư, người khống chế phi thuyền, ta xem một chút Lầu Đại Hữu thương thế. Mã Quốc Kỵ sau khi nói xong còn không đợi Vô Tử đại sư đáp, trực tiếp tấn nhập buồng nhỏ trên tàu. Vô Tử đại sư nếu đã ra đi, vậy thì nhất định phải hợp tác. Về phần Tử Vong Khoáng Khu, Mã Quốc Kỵ quyết định đi xem rồi hãy nói. Từ Vô Tử đại sư trong miệng, hắn biết nơi này phi thường thích hợp cho hắn luyện chế chiến hạm. Hắn đi xem về sau, nếu như linh nhãn vô pháp thấy rõ ràng Tử Vong Khoáng Khu, khu hư không vô sắc điệt, hắn thay đổi địa phương, chiến hạm trọng yếu, mạng nhỏ quan trọng hơn. Vô Tử đại sư gật gật đầu, hắn hay là rất thưởng thức Mạc Quốc Kỵ cách nào. Nếu như Mạc Quốc Kỵ ngay cả đi cũng không dám đi, vậy hắn thực sự hoài nghi Mạc Quốc Kỵ có hay không dùng tốt chiến hạm này. Vô Tử đại sư, chúng ta thật muốn đi Tử Vong Khoáng Khu. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ tiến vào phi thuyền buồng nhỏ trên tàu, Gia Khí y nguyên lo lắng hỏi. Nếu như không đi, ta mới có thể rất thất vọng. Xem ra cái này Mạc đạo hữu không phải người thường. Vô Tử đại sư ngược lại tán đồng nói ra. Về phần Mạc Quốc Kỵ đi nói xem Lầu Xuyên Hà thương thế, hắn căn bản không thèm để ý. Bị mộc hóa linh lạc cùng gân cốt người còn có thể cứu sống, cái kia chính là thật tiên nhân. Mã Quốc Kỵ tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Trong khoảng thời gian này đi, Lô Xuyên Hà bị mộc hóa khí tức càng tăng. Hắn đưa tay cầm Lô Xuyên Hà cổ tay, vẹn vẹn hô hấp thời gian, Lô Xuyên Hà thể lội duệ mộc khí tức điện như là nước sông đồng dạng, toàn bộ bị Mã Quốc Kỵ hóa độc lạc cuốn đi. Lô Xuyên Hà mộc hóa thân thể cũng lấy được mắt thường gặp tốc độ khôi phục bình thường. Lửa lén hương về sau, Mã Quốc Kỵ buông tay cầm một viên đan dược đưa vào Lô Xuyên Hà miệng. Lại mấy phút, Lô Xuyên Hà mở mắt, lập tức an vị. Mạc sư đệ, Lô Xuyên Hà xem xét liền là Mạc Quốc Kỵ hiểu rõ sự tình. Mạc sư đệ, người đã cứu ta. Khi mình bạch đích thực là Mạc Quốc Kỵ cứu mình, đằng sau trong lòng càng rung động. Hắn tới đây mặc dù thời gian không dài, cũng biết linh lạc đều bị mộc hóa, cái này bằng với chết một dạng. Bằng không mà nói, cái kia Mạnh Thiêm Ngọc há có thể để không giết hắn. Mạc Quốc Kỵ cười cười, người vận khí tốt, ta vừa vặn biết được một loại hóa giải duệ mộc khí tức thủ đoạn. Cái kia Mạnh Thiêm Ngọc chỉ sợ sẽ không buông tha chúng ta. Lô Xuyên Hạ rất nhanh làm rõ sự tình. Mạc Quốc Kỵ có thể hóa giải duệ mộc khí cứu hắn, Mạnh Thiêm Ngọc hiện tại chẳng những không thể bỏ qua hắn, đồng dạng không bỏ qua Mạc Quốc Kỵ. Một cái có thể hóa giải duệ mộc khí tức thủ đoạn, tại Bán Tiên Vực ý vị thế nào đổ ngốc đều sẽ biết. Đối với Mạc Quốc Kỵ có thể hóa giải duệ mộc khí, hắn ngược lại không phải quá mức kinh ngạc. Mạc Quốc Kỵ ngay cả cái kia tinh không hạp cốc đều có thể đi ra, hóa giải duệ mộc khí cũng không phải không có khả năng. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh một tiếng, không phải hắn không bỏ qua cho ta, mà là ta không bỏ qua cho hắn. Lần này chúng ta đi Tử Vong Khoáng Khu đào khoáng, đợi chờ một thời gian ngắn tu vị ta tiến thêm một bước, chúng ta liền về Bán Tiên Vực. Lầu đạo hữu, vừa mới đến cửa khoang thuyền miệng Gia Khí trông thấy bình yên vô sự Lô Xuyên Hà, lập tức bị dại ra, hồi lâu mới tiếp tục nói. Mạc đạo hữu, người thực cứu được Lô đạo hữu. Lô Xuyên Hà bị Mạnh Thiêm Ngọc mộc hóa pháp kỹ gây thương tích, có thể nói rằng hắn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ chỉ dùng một lén nhang không tới liền để cho Lô Xuyên Hà bình yên vô sự. Cái này Vô Tử đại sư cũng vội vàng theo tới, hắn đồng dạng trợn mắt há mồm. Lô Xuyên Hà bị duệ mộc khí tức mộc hóa linh lạc, loại kia thảm trạng hắn đã tận mắt thấy. Hiện tại Lô Xuyên Hà quanh thân không có lửa điểm duệ mộc khí tức, hiện nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Trước đó hắn trông thấy Mạc Quốc Kỵ mang đi Lô Xuyên Hà, còn cảm thấy Mạc Quốc Kỵ có chút ngây thơ, hiện tại hắn mới biết được người ngây thơ là ai. Nếu như Mạc Quốc Kỵ ngay cả duệ mộc khí tức đều có thể hóa giải, vậy hắn khống chế chiến hạm chính là thí sinh tốt nhất. Nghĩ tới đây, Vô Tử đại sư sát khí diệt hết, hít một hơi đối với Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền nói. Mạc đạo hữu, từ giờ trở đi chúng ta là đồng đội. Lời nói trong lòng, trước đó ta biết người có điểm chiếc chiến hạm này Ta muốn giết người, nhưng mà may mắn ta không có động thủ. Một khi ngươi vẫn lạc, ta đoán chừng toàn bộ bán tiên vực này chỉ tìm không thấy một ai có thể hóa giải duệ mục khí tức trên người. Nhìn xem như Mạnh Thiềm Ngọc cũng chỉ có thể lợi dụng duệ khí tức mà thôi. À, ra khí kinh dị không thôi nhìn. Phổ Tử Đại Sư, nàng không nghĩ tới Phổ Tử Đại Sư sẽ muốn giết Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ dễ trêu sao? Phổ Tử Đại Sư cũng là quá lớn mật đi. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười, đối với Phổ Tử Đại Sư dám nói bản thân trong lòng nói ra vẫn là có chút bội phục. Mạc đạo hữu, Phổ Tử Đại Sư rất là trực tiếp. Hắn nếu nói lời này, vậy đại biểu trước đó ý nghĩ đã qua. Gia Khí vội vàng nói, hiện tại tất cả mọi người cùng chung một con thuyền, lội đấu chính là đáng ghét bỏ. Chết không đủ nhanh. Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Phổ Tử Đại Sư nói không sai, may mắn hắn không có động thủ, bằng không mà nói ta lại phải tìm tần luyện khí sư. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, Phổ Tử Đại Sư sững sờ, lập tức nói, ngươi quả nhiên biết ta với ngươi từng lỗi sát tâm. Mạc Quốc Kỵ tử tốn nói, nếu ta không biết, ta cũng không sống tới hôm nay. Gia Khí không nói gì thêm. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ quả nhiên, đồng thời cũng là âm thầm may mắn Phổ Tử Đại Sư không có động thủ. Một khi Phổ Tử Đại Sư động thủ, bị Mạc Quốc Kỵ xử lý xem như là Mạc Quốc Kỵ không giết, làng đối với làng cũng có ngăn cách. Về phần nàng vì cái gì không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ bị Phổ Tử Đại Sư xử lý, còn muốn là một cái loại quán tính ý nghĩ. Mạc đạo hữu, lời này cách khoảng cách tử vong khoáng khu chỉ có 2 ngày lộ trình, ta muốn cùng Mạc đạo hữu nói một chút. Ta luyện chế thành cái chiến hạm này sau có 2 yêu cầu. Trước đó Phổ Tử Đại Sư sở dĩ chưa nói yêu cầu, một cái là địa điểm không thích hợp, một cái chính mình đối với chiến hạm cũng có ý tưởng. Hắn hiện tại Mạc Quốc Kỵ ngay cả duệ mộc khí cũng có thể hóa giải, cảm thấy Mạc Quốc Kỵ khống chế chiến hạm này so với hắn càng thêm thích hợp. Tốt, chúng ta cùng tới bong thuyền đi. Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Nếu như Phổ Tử Đại Sư nguyện ý hợp tác với hắn, hắn tự nhiên là đồng ý. Phổ Tử Đại Sư thực lực mạnh, mà luyện khí thủ đoạn cũng là đỉnh cấp, hắn cần đồng bọn dạng này.